Xin chào các bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Nam Minh Cô. Đây là trận đấu trong khuôn khổ giải BL Amateur Summer Challenger. Hiện tại thì đang là trận đấu của nhánh dưới vòng loại thứ nhất, và mình và Đức Ca đang phải đấu với nhau để giành được cái vé cuối cùng vào bên trong. Ok, Đức Ca 17 nhà thành. Rồi, 500 đi. 700. Cộng luôn, thế là mình sẽ được cờ đỏ với thành, và sẽ được mình chiếm hành tư thôi. Đức Ca sẽ chọn được gì đây? Chắc là Iris thôi. Đức Ca lại hợp với tướng Iris hơn. Phản ô này thì có con tướng cũng khá mạnh là tướng Ivor, và nó cũng rất là mạnh. Rồi, chúng ta sẽ qua trận luôn. Ok, đã chạy rồi. Ta sẽ xem cái bài mê chúng ta đang là xem thằng mít gì à, thằng mít dòng đen à, thằng mít dòng đen thì mình kiếm thiên thiên thần luôn, kiếm thiên thần quan trọng mít thành đen à, dòng đen thì được.
rất neutral. Mid vẫn là rồng đen. Mid vẫn là rồng đen. Đây là thiên thần ạ. Ok. Thank you.
Ta cần có một cái nhà banh nào đấy đẹp để có thể tầm này thì có thể đã đánh Medusa rồi. Chứ lúc này chúng ta bắt đầu có thể đánh Medusa rồi, nhưng Nagabanh cũng chưa phải đối thủ. Các Nagabanh nghĩ chăng được chim hiện tại chưa đủ đam để đánh Nagabanh. Cho cái bóc nào hơi đơn giản nha.
Chà, chúng ta nhìn thấy ít bóc quá nhỉ? Một bóc đây chưa biết con gì, canh nó chưa phi đáo này. Nhưng cả ra đây cắm một đá cơ à? Phải khơi khăn đá rồi phải cắm một đá đây. Có cột mỏ mặt đất này. Vừa rồi anh em trong nhóm thì cũng có trêu đùa gọi đức cao là người được chọn đấy. Phải công nhận là khi mà xem Đức Cao đánh thì mới thấy là nhiều khi đánh vẫn rén. Phải gọi là gặp Đức Cao đánh rất là rén, bởi vì là Đức Cao có cái thần công là cứ ra mít là gặp được là sóng gió thì đánh khá là mệt. Đây chúng ta còn thiếu một cái nữa. Một cái nữa là 3.000. Ok. Lót con này mana chúng ta đủ. Đấy, bây giờ chúng ta cần gió đó. Chúng ta sẽ về thằng này lấy dùng cái bóc này cũng có vẻ ngon. Cái găng rồng này, cái này ạ. 1.000, ok, ta sẽ vào đây. Okay.
này canh 1, 2, 3 này chắc là bốc này bốc con khả năng là bốc con hiêm này. Hiêm không cần lắm rồi, 100 con là đủ rồi. Thì up con hiêm lên tốc 8, tốc 9 thì đánh như con này biết cũng dễ đấy. Điều quan trọng là mình sẽ check cái chỗ van này, check cái chỗ van brick này, check cái chỗ van brick này để có thể tìm được cái chỗ đường brick luôn. Rất sớm. Nó có chim ấp. Đây rồi. Nice. Xem mà chúng ta còn lần đo nữa. Đất gió đo ở đây đánh cái bóc này là chúng ta chưa về được, trong đó cũng có nên thắng bỏ lại không. Cơ lông 24 đo 20 thì chúng ta sẽ mất 44, chúng ta còn nữa thôi, chúng ta phải đánh được. Chúng ta sẽ tìm con thêm mà đánh nước con này để xem nó biết là cầu gió này, bóc này ta sẽ đánh bóc này trước đi, rồi ra trước xem bóc này bao nhiêu con này, hai cái bóc này nó thêm tím tím được. Chúng ta đánh anh tây vấn đề tìm đường brick do phát hiện ra đánh lên trên này nên cần brick cầu gió rồi. Thành đang bằng số thành không ngại lắm. Trên lighting à. Sáu chúng ta đánh nước cái bóc này, chúng ta về thành này đi bước rồi, về thành này đi bước cái này chứ, về thành cái này chim này, 11 con nữa đủ đấy rồi. Thiếu ít gỗ, chúng ta thiếu ít gỗ, gỗ này nữa là đủ. Thật ra cũng thiếu ít tiền, áp 200-100 con này tốn nhiều tiền phết.
có cột gió, khả năng là con này, khả năng con này, khả năng con km này. Ngày mai chúng ta sẽ phải kiếm thêm một cái banh này, là chúng ta đánh cho nhiều tiền để có thể lấy áp được con đây, cái này và cái này đánh. Và sang xuống đây, đo xuống đây đánh cái này là được, đánh cái này cũng được. Thế là 1, 2, 6, 2, 7 rồi đánh hai cái đấy trở thành 3-1 chúng ta sẽ biết cũng được. Nói chung là biết tầm đấy thì nó khỏe quân chứ không sợ, không vội vàng. Lại nói cái chuyện mà trước anh em hay trêu đức cao là trên mệnh thiên tử, ra là đánh đức cao là hơi chột. Cái là đức cao có một cái bài kêu rất là hay, là cứ dám mít là gặp ngay xích gió và được, nhiều khi cũng hơi chột. 10 trận có 8 trận như vậy. Từ khi Brick ra đây, Brick ra là có thể xích gió nằm ngay cạnh thành luôn, tức là chả phải làm gì cả, nó xích gió luôn. Thế nên là nhiều khi đánh đức cao khá là chột. Có những trận mà mình có quân khỏe đầu sớm thì ngại lắm, nhưng có những trận mà tướng mình có thọt mà không có xích gió, giá cái đầu tập đức cao ăn trên cũng mệt. Là mình cố gắng ăn nhiều bắp để cho nhiều thịt, không mưu nữa đi mất thời gian. Nếu ai hoa sữa thì cũng cần phải mưu. Thành mít thành dòng đen cũng là được, nếu mình ra mình lấy được dòng đen thì kháng các phép xét dây thì nói chung là mình cũng là lợi thế rồi. Thành dòng đen là mít mưu cũng khỏe, nó khỏe, thành dòng đen là một trong con khỏe nhất rồi. Mặc dù những quân còn lại của nó hơi kèm tí, nhưng mà con sư tử nó con rất là kinh khủng. Nếu mà lấy được một cái thư viện ở đây, một xếp lửa ở đây, rồi một cái phòng thiên thần ở đây, còn lại là một thứ mỗi năm ở đây, chỗ này cũng là chỗ mà cũng có nhiều thứ để mà dòm ngó. Điều này đất thiên thần là mình không biết là sao, có lẽ là mà xếp mình sẽ sang chiếm cái sai zone bên này, chiếm cái sai zone bên này để lấy cái hình thiên thần và lấy phép ở dưới lòng đất. Tại sao chúng ta cần phải đeo mấy cái xếp bờ, rồi chúng ta sẽ phải đeo cái cầu đó thôi, được khỏe. Thật sự mình muốn xem chỉ số của ấy, nhưng mà hiện tại gỗ mình đang hơi nghèo, bởi vì mình đang bỏ hết gỗ mỏ đá bởi vì xấu quá. Mỏ gỗ có một cục thôi, là chúng ta không lấy mỏ đá này thì nó xấu quá, đi vào đây phải vòng qua cái chỗ này, vòng xuống đây, vòng qua đây, vòng ra. Đại khái chỗ này mất xem là 140, thì ra cái lượng nhân đôi đi 280, 300, 380, 280 với 200 rồi 400, 400 với 280 ăn vào đây nữa. Rồi đấy, đại khái thì mất gần 1.000 mover để ăn cái này được thôi, mình bỏ. Tiện đường thôi, mỏ đá nào thì mình ăn, bây giờ mình có một mỏ đá rồi, bây giờ mình còn thiếu mỏ gỗ, có lẽ mình sẽ vả mỏ gỗ này. Vả mỏ gỗ này. Vả gỗ này thì hồi thành nhà đánh đây xong rồi đo xuống đây là vừa. Sau đó thì về lấy về đây ngủ và sẽ mất vui vào lên. Và sau đó chúng ta lấy vòng con này. Thì chuyến này chúng ta ở xa thì chúng ta sẽ mất vui vào lên. Lấy cái này cũng cho phép level 5 nhưng mà chắc là cái loại tiếng gió này. Bài đức cao tại chưa nhìn thấy gì để khu vực này làm gì à? Khu vực này thì xem là thiên thần ra gì hết. Rất nhiều trồ đất mà rất là quẩy, quần mọn, quẩy. Nhưng vấn đề đánh bước này cần rất nhiều tiền. Tại ra nhìn thấy chỉ số đức cao là khá là cao, thì chúng ta có sức gió cầu gió rồi. Đúng ra chúng ta có trên, trên mà cầu gió nên là chúng ta cũng có lợi.
chất đây rồi, chúng ta có đất rồi. Hơi xui chúng ta chưa lên được gió, 700 mua vào. Thế phải đi click theo đường cái rồi, vì thân kia chúng ta sẽ không theo kịp được. Chắc là khả năng phải click theo đường cái thôi, vì nếu mình đi theo đường kia chúng ta không có gió, rất khó. Thế chúng ta chưa lên gió, chúng ta không có kinh nghiệm. Một cái kinh nghiệm rồi, đây là gió. Đây thì mình sẽ đi ra mít thôi. Tận kia quân nó không biết được. Pegasi này chưa chắc được, phải có Pegasi áp đâu. Có thể được cao mấy thành góc đi chứ. Pegasi tuần 3. Maris với Pegasi tốc hỏi trước, nguy hiểm phết. Nhận được một bộ đồ đá. Rồi.
Chúng ta chỉ có cái ớt cơ, à chỉ có cái e cơ thử rồi. Được rồi. Vô lý. Vô lý thật đấy. Giá mít hơi xấu ta. Cái xì áp rồi.
Mà chúng ta sẽ lấy thêm cái vòng bế sách này, cái cầu thắng dispel này, cổ tích. Thế chúng ta cần phải xem cái vừa ớt, xem cái đường đi có đẹp không. Đẹp thì chúng ta lấy được hai cái này rất là khỏe. Quan trọng là bây giờ chúng ta đang có cục sắc này. Sắc rất là phải, sắc nó chim được. Bạn tự bảo ok.
Đức ca đang nghị chiến à? Đức ca cũng chơi à? Ok. Chơi được chơi luôn. Quả lấy chắc ở trên, quả thì con này xuống. Còn xác mà, xác cái đám này nhiều lắm. Ba tư bao hiện gần chết chim luôn. Nếu tân sông trên con này là mình lấy tốc rồi. Trên cái gì đấy, chết con này, chết con này giật chết, con này sắc thành con này được. Bây giờ xem cái cao ấy chơi kiểu gì. Chỉ có bài trên rồi à, cái easy quá. Easy quá, tuần sau mình cầm tóc rồi. Không có gì, tuần sau mình cầm tóc à. Chỉ có xét dây này thì dễ quá nhỉ. Con chim này cuối cùng tuần cuối mình có thể sắc cái file này lên còn đầu tuần sau thì có bay lên đã.
còn gì chơi? Xem còn gì chơi? Đó thôi. Chút đó. Đứng nhầm chỗ luôn. Đứng nhả chết từng đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, sao được 6 con? Con này được kháng. Con này nó kháng. Con này nó kháng thì ra dập được con này. Dạ, còn mỗi con này thôi. Thôi gì? Con này kháng phép hơi cao nha. Con đừng kháng phép thường phép đấy. Con đừng kháng phép và thường phép đấy. Chơi nó phải là khả năng đi. Con chim này đi. Trên khả năng đi à?
Ha ha ha.